Hiện Tiên xin chào quý bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên. Cô ở đâu? Đồng phố không? Ở huyện nào? Dạ. Ở Long Hồ. Ở Long Hồ hả? À? Long Hồ. Dạ. Long Hồ. Đi Tây Ninh vừa về quẹo đây thăm Vũ Linh luôn, thấy nó chết mấy tháng nay mà rồi không có phương tiện đi. Dạ. Ra bữa nay ghé thăm mộ nó luôn. Dạ. Dạ con chào bà. Bây giờ bà thấy một của chú Vũ Linh đẹp không? Mỏng mỏng đi hoài mà xa quá không có phương tiện đi, bữa nay mới có được đi. Dạ. Vậy bà thỏa lòng rồi ha. Đi không nổi. Đi không nổi. Dạ đi không nổi. Dạ. Dạ. Tây Ninh. Dạ. Lên núi bà để anh cô đi dầm đi luôn. Đông Hồ. Quê của anh Kim Tiểu Long. Tiểu Long. Ừ. Có mới gì đó cách đây mấy ngày. Ở Dũng Liêm. Mấy cô tự nhiên đi, mấy cô đi viếng gì ha? Mấy cô về viếng sau đó đi núi Bà Đen, cô chú anh chị. Buổi chiều mát rồi cô chú anh chị. Hôm nay hãy lo cho tôi với ta. Ừ. Về đó chá. Cái mới mở lại hả? Mới bữa nay luôn á. Bữa nay luôn hả? Bao nhiêu là mới hồi trưa này chứ. Nhà ba có không? Hôm qua không có. Hồi sáng này cũng đâu có đâu. Có hồi trưa này à. Trưa này cúng hình như cũng chưa có đó. Bây giờ có rồi. Chắc sửa xong rồi nha. Bữa giờ mưa như nó bị rỉ nước cô vô anh chị. Gì vui gì tư? Bình thường một năm cứ hết bão này tới bão khác đúng không chị? Của chị Tư. Chị hồi xưa là chị Tư hiền không chị? Giống y vậy hả chị? Hồi xưa chị Tư đi học có bị ăn hiếp không chị? Không luôn hả? Ồ, nó có học tập. Mấy năm lần chị? Ờ chị che lại kìa. Qua mà mình lên mà thấy cái lọ nào mà đẹp lên toàn là chị cầm không. Rồi chắc chị Tư khéo tay lắm chị Tư ha. Hôm bữa kìa, chị cầm cho con trai chị làm đẹp cho kỳ một chú mà bị tốt quá chứ. Tội nghiệp chị. Chị làm đẹp mà chị bị bớt. Ê như vậy nè, em cũng quay mấy anh ở đây quay nhưng mà kênh của em thì không có bị gì. Được khen mấy kênh kia chửi. Dạ. Với lại là y như là cách người ta nói dẫn dắt khán giả. Ừ, giờ chú Sáu đi về nè cô chú anh chị sắp hơn trước khi về ha. Ủa chừng nào chú Sáu lên nữa chú Sáu? Bánh mà đến đâu? Ông cho ăn luôn, ăn mình luôn cậu. Ăn mình chứ làm với ăn. Phải lâu lên. Tại dưới sao qua cho bà lên, đặng bà giải quan. Giải quan cái gì chú? Giải quan cái bữa đó, với bà cho nó ngồi xe đó. Ừ đúng rồi, cho bà lên đó, ừ. Mà là xong rồi không? Chạy sao mình lên đây mình quen bầu bịch đồ này kia rồi chở bà lên chị. Đúng không? Chở bà lên là bãi dĩa sao? Đúng không? Ờ. Mình phải chở chứ, trời ơi, mình không có mà. Mình là người thiệt mà. Người thiệt, việc thật đúng không? Ừ, đúng không?
Chết rồi em chị Tư đó. Chết được. Hèn chú rồi chú Phái à. Tuần này hình như là chưa thấy chú Sáu lên mà phải không? Bữa lên bữa thứ sáu. Thì bữa nay chú Tư. Bữa nay thứ Tư. Ừ. Thứ Tư. Vậy là tuần sau chú mới lên nữa hả? Nhớ là lên, để không mà hứa là phải lên cho bằng được. Rồi chú Sáu về ha. Dạ chú Sáu về. Cho gỡ là thăm cô Sáu nha. Cô gái chạy. Thì chú Sáu thì phải tới cô Sáu rồi chứ. Chú Sáu có việc gì là Sáu, chú Sáu giờ với chú vậy. Ông là bây giờ là chú Sáu về với cô Sáu. Đây để cúng cho chú Du Linh. Thì hôm trước là chú Sáu nói với anh nó vừa đưa ở Sáu mắt hả? Phải Sáu mắt không mình? Bên ba mắt. Thì khán giả kìa. Em hồi sáng giờ anh để hai chồng em dìm hạ anh hoài luôn á. Cái gì? Ý nói là cái điện thoại kìa mà em thấy có 5 mắt à. Ủa mà dìm hàng là dìm sao anh Minh? Anh Minh đi tóc màu đen. Đâu rồi đó ha. Anh Minh ơi, sự khán giả mà đến đây mà mình tự nhiên về của chú anh chị đúng không? Nữ mà trong lúc này rất nhạy cảm là cái có thể là sự nghi vấn là chị mập đó. Anh Minh ơi, khán giả mình không, mình cứ đến đây mình cứ tự nhiên mình thắp hương mình cúng đi quý chú vậy. Anh Minh ơi, đâu em nghe nói gì sáng giờ hai chồng em diệm hàng anh là diệm gì anh Minh? Diệm hàng là thấy anh quay anh hoài. Ông ơi, đã xấu rồi mà cứ đưa sát sát vô mặt hoài. Đó, bởi vậy em mới phải hỏi câu là coi hơi sao. Cái lọc rất là dữ dằn luôn. Là chị bữa nghe nói là hiện tiên đụng vô cái lọc đó một cái là lên 110,000 view. Anh mà không có view rồi anh vút cái câu tài anh cái là. Em vút cái câu lên view. Chia sẻ anh em nhé. Ơi mời sáng anh có vuốt lần rồi phải không? Có vuốt lần rồi nên bữa nay hết ông có clip 10,000 view à. Đặc biệt là lông rất là dài nha, nên là con tài nha. Chứ phải là cho em review nhẹ cái đi. Sao giờ anh che không kìa, coi vuốt anh chị ơi. Làm gì hai chồng đi theo tôi hoài trời. Ủa bình thường. Nhưng mà bình thường mình làm clip mình cũng đứng chung nhau bữa nay tự nhiên cái anh che không kìa. Thôi, nào cũng cái lấy cái điện thoại cũng che cái cầm lại kìa. Bị chửi đó. Không nhưng mà ý là đứng gần mà nói chuyện với nhau tự nhiên cái anh nghe gì vậy? Bây giờ đang đứng gần đây nè tự nhiên cái anh nghe nghe ra. Lúc này nói chuyện nghe được hơn. Thôi dạ anh không cho quay nữa thôi bà con cô bác ơi, con làm hết xin phép kéo lại video này. Nghĩ sao mà ngồi mới đây tắt nó cái gì nữa trời. Chứ nói gì nữa, chứ nói gì nữa à. Và cái video của Hiện Tiên đến đây kết thúc. Chúc cô chú chị đang xem kênh có một buổi chiều hoặc là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Và đừng quên đăng ký kênh của Hiện Tiên nha.